Đây là website âm thanh thủ đô.com, là nơi chuyên cung cấp các hệ thống âm thanh chuyên dụng như là karaoke, âm thanh sân khấu, hội trường, âm thanh hội thảo, phòng họp. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Hôm nay tôi xin giới thiệu vài dòng vang số và vang cơ có sẵn tại cửa hàng của Lạc Việt để chúng ta có thể xem, đánh giá và trải nghiệm của nó, xem nó phù hợp với những nhu cầu như thế nào ở trong dàn karaoke hoặc là âm thanh hội trường chuyên nghiệp. Ở đây chúng tôi có 6 thiết bị xử lý âm thanh, 2 chiếc vang số và 4 chiếc vang cơ. Nên là từ trên xuống dưới nó là chiếc vang số JD CH86 Flut, BTE AP2000, DBX, DBS100, Les Acoustic, JBL K8, JD KM5FX. Nhìn sơ qua chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa vang cơ và vang số. Ở trên vang cơ ấy, ta có thể thấy đây rất là nhiều các nút chức năng để điều chỉnh, hiệu chỉnh các tín hiệu âm thanh này, các giải âm thanh này, dòng DBX này là hiệu chỉnh là kém nhất. Nó có hầu như là chỉ hiệu chỉnh các yếu tố đơn giản nhất để phù hợp với người dùng. Không cần có hiểu biết quá nhiều về kỹ thuật âm thanh cũng có thể điều chỉnh được chỉ qua vài lần sử dụng. Đây nó có hỗ trợ 3 mic, mic 1, mic 2, mic 3, âm lượng ở đây. Hiệu chỉnh mic tone, low, high, là giải trầm và giải trầm và giải cao, điều chỉnh echo, điều chỉnh delay, bass chat và điều chỉnh gain. Nó sẽ tương tự với chức năng điều chỉnh giống như các dòng âm ly thông thường, khá đơn giản và tiện sử dụng, phù hợp cho những dàn karaoke gia đình mà mọi người muốn có một cái trải nghiệm đơn giản, dễ sử dụng và phải đem lại hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo đó là dòng Les Acoustic, thì nó sẽ có nhiều cái chi tiết để điều chỉnh hơn. Ở đây ví dụ như là có kênh riêng điều chỉnh echo, mic và music này, thì nó có echo hiệu ứng giọng nói, thì có delay này, trễ tiếng này, repeat là lặp lại nhại tiếng này, xong bass mid chat này. Nó có mic thì cũng có qua giải tần và nhạc cũng thế. Ở đây thì cũng có điều chỉnh âm lượng tổng với echo này, mức hiệu ứng này, mức âm lượng của micro này, âm lượng của nhạc này. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ cổng USB để chúng ta phát nhạc ở đây và chơi nhạc, bật tắt này, chuyển bài này. Ở đây là bật và tắt chức năng FX. Ở đây có một cái bảng LED để hiển thị chỉ số FX8 để người dùng có thể tiện tham chiếu và điều chỉnh. Vang cơ thì nó sẽ có hiệu chỉnh bằng tay tất cả các giải chỉ số. Có những dòng vang cơ sẽ điều chỉnh chi tiết hơn, còn đây là những dòng vang cơ chủ yếu dành cho dòng karaoke thì nó sẽ hiệu chỉnh khá đơn giản, gần như là tương tự với các dòng âm ly, nhưng chắc chắn nó sẽ là hiệu quả hơn rất nhiều. Để điều chỉnh được các hiệu ứng này thì chúng ta sẽ cần phải dùng Octavit. Thì để làm gì? Khi điều chỉnh xong ấy, trẻ con ấy, tay máy trên tay ấy, nó sẽ không làm mất đi cái giá trị vốn có ban đầu mà kỹ thuật viên đã điều chỉnh cho khách hàng. Đây là vang số JD CH86 Flut và vang số BTE AP2000. Nó sẽ có ít các nút chức năng hơn mà hầu như đều điều chỉnh bằng trên phần mềm máy tính qua thông qua kết nối ở đây hoặc là wifi ở đây. Thì kỹ thuật viên sẽ kết nối với máy tính và hiệu chỉnh bằng phần mềm. Như vậy nó sẽ mở rộng không gian để chúng ta cho phép hiệu chỉnh âm thanh rất là nhiều. Sau khi hiệu chỉnh xong ấy, thì kỹ thuật viên sẽ lưu lại ở các chế độ khác nhau, các mode khác nhau ấy, để tùy cho người dùng có thể lựa chọn. Ví dụ như là nghe nhạc này, xem phim này, hát karaoke này, đều có thể điều chỉnh chi tiết. Đây là mặt sau của các dòng vang số và vang cơ, thì nó sẽ có thiết kế là tương tự nhau, bao gồm các cổng kết nối như là micro này, jack 6 ly này,
cổng AUX in và out này, và các rắc calon để xuất ra cục đẩy công suất. Ở một số dòng vang số hiện đại thì sẽ tổng hợp thêm cổng optical để xuất nhận tín hiệu quang từ các đầu kỹ thuật số tiên tiến. Ở đây này, ở đây này, ở đây này. Riêng dòng này nó có tích hợp chức năng Bluetooth có thể phát nhạc từ điện thoại. Đây, anten Bluetooth đây. Còn hết các chức năng đều tương tự nhau. Đây, đầu tiên ta cắm điện vào. Sau khi đã cắm các jack AUX này, hỗ trợ có thể chuyển đổi sang 3.5 dành cho điện thoại này, cho máy tính này, hoặc là dành cho các đầu kỹ thuật số, các TV, hoặc là các đầu karaoke. Đây, trắng, trắng, đỏ và đỏ. Còn các jack calon này, chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cục đẩy công suất để xuất ra các loa. Đây, đây là jack calon center, tức là jack trung tâm ấy. Ví dụ hệ thống này có thể phát ra âm thanh ở giữa, để âm thanh ở hai bên. Nếu là hệ thống âm thanh mà kiểu đa kênh, phân vùng. Đây, là cắm vào. Còn đối với các âm thanh, dòng âm thanh hai kênh thông thường ấy, mono hoặc là stereo ấy, thì chúng ta cắm cổng nào cũng được, nếu chúng ta cho xuất tín hiệu ra tất cả các kênh. Còn thông thường thì ở đây xuất phải và trái. Nếu chúng ta trang bị thêm cả loa sub ấy, thì đây, đây là cổng tín hiệu để xuất âm thanh sub. Micro thì sẽ gắn vào cái Sony này. Cái sáu ly này nó hỗ trợ cả nhạc cụ như kiểu đàn guitar hoặc đàn piano điện tử này, nếu nó hỗ trợ các cái kết nối 6 ly hoặc là kết nối AUX. Sau khi kết nối đầy đủ các thiết bị này thì chúng ta sẽ bật lên và điều chỉnh cho tùy các trường hợp khác nhau, ví dụ như là hát nhạc này, karaoke này thì tùy. Ở trên các dòng vang cơ ấy, thì nó thường chủ yếu dành cho các hệ thống âm thanh nhỏ như kiểu âm thanh karaoke thì nó sẽ ít các cổng kết nối hơn. Đối với dòng vang số chuyên nghiệp ấy, thì nó ngoài đáp ứng cho các hệ thống karaoke chuyên nghiệp còn được sử dụng trong các hệ thống âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu. Như ở đây chiếc vang số này nó sẽ có đầy đủ các cổng kết nối hỗ trợ. Ở đằng trước nó hỗ trợ 3 mic, ở đằng sau nó hỗ trợ thêm 2 mic jack bằng jack 6 ly này nữa. Tức là cắm thêm mic vào đây, tức là đồng nghĩa thể sử dụng đồng thời là 5 micro hoặc là 3 mic, 2 nhạc cụ, 2 cái đàn. Đây nó hỗ trợ vô vàn những cổng nguồn vào AUX. Hỗ trợ cả cổng classical và optical dành riêng cho các kết nối cho các thiết bị mà dùng cổng quang, các cổng digital này, như kiểu TV này, hay là các đầu kỹ thuật số này, đầu karaoke, hoặc là các thiết bị nhạc cụ mà tinh vi đa kênh. Ở đây thì có nhiều kênh có xuất hỗ trợ một cái cổng red out AUX, là cổng này cho phép là thu tín hiệu âm thanh ra và chuyển tới máy tính có thể thu âm lại tùy theo mục đích sử dụng. Đây là có rất nhiều cổng ra này. Đây là cái đường trung tâm, đường âm thanh chính, đường tiếng sub này, tiếng bass này. Còn nếu mà chúng ta có rất sử dụng hệ thống âm thanh đa kênh ấy, có rất nhiều các phần âm thanh, chúng ta sẽ dùng thêm 3 cổng này.